Thưa quý vị, tình hình Biển Đông trong những tuần gần đây có nhiều diễn biến mới khi Trung Quốc liên tục điều tàu xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Đầu tháng 5 là vụ việc tàu Hướng Dương Hồng 10 cùng các tàu hải cảnh, tàu đánh cá của Trung Quốc xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế của chúng ta, quấy nhiễu sự hoạt động của liên doanh Việt so Petro tại lô 0403 khai thác dầu ở Biển Đông. Việt Nam đã kịp thời lên án sự xâm phạm này. Hôm nay, chúng ta hãy cùng tìm hiểu góc nhìn của người Trung Quốc thông qua một bài viết trên mạng Sina xem họ nghĩ gì về việc xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Sau đây, tôi xin lược dịch bài viết. Chính quyền Biden của Mỹ ra sức lôi kéo Philippines đứng về phía mình, rồi còn thường xuyên chì bàn tay đen của mình về phía Biển Đông. Trong khi đó, Việt Nam, một quốc gia ở Biển Đông, cũng thường xuyên có những hành động nhỏ nhưng rất đáng chú ý. Trong hoàn cảnh đó, sự xuất hiện của tàu cảnh sát biển Trung Quốc ở Biển Đông gần ba đảo nhạy cảm mà Việt Nam đang chiếm đóng đã gây sự chú ý của toàn thế giới. Mấy ngày gần đây, tàu cảnh sát biển 4203 của Trung Quốc đã xuất hiện ở Biển Đông, tiến hành tuần tra trên ba đảo và bãi đá nhạy cảm bị Việt Nam chiếm giữ, bao gồm đảo Phan Vinh, bãi Thuyền Trài và đá Tiên Nữ. Các hình ảnh vệ tinh công bố trước đó cho thấy Việt Nam đã bí mật tiến hành các hoạt động cải tạo trên ba đảo và bãi đá ngầm này làm thay đổi diện mạo ban đầu của ba đảo và bãi đá. Ngoài ra, trong hành trình của tàu cảnh sát biển 4203, một tàu kiểm ngư của Việt Nam đã bám theo giám sát tàu cảnh sát biển của Trung Quốc, khoảng cách giữa hai bên khi gần nhất chỉ khoảng 35m. Tuy nhiên, khi đưa tin về sự việc nêu trên, truyền thông Mỹ vốn luôn thích gieo rắc bất hòa về các vấn đề liên quan đến Trung Quốc đã lặp đi lặp lại chiêu bài cũ là nhìn chằm chằm vào các tàu tuần duyên của Trung Quốc tuần tra hợp pháp trên Biển Đông và nói về vấn đề minh oan cho phía Việt Nam trong vụ việc lần này. Những gì họ đã làm, coi thường sự thật, đổ nước bẩn vô cớ cho Trung Quốc, vu khống tàu cảnh sát biển Trung Quốc thường xuyên đi vào những điểm gọi là nhạy cảm trên vùng biển Việt Nam, ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh dầu khí của Việt Nam và dẫn đến căng thẳng ở Biển Đông. Với việc chính quyền Biden thường xuyên can thiệp vào Biển Đông và bận bịu khuấy động tình hình ở Biển Đông, làm sao truyền thông Mỹ Vốn rất hay theo dõi tình hình ở khu vực này, lại không biết ai là kẻ gây căng thẳng. Làm sao có thể không nhận thức được những gì Việt Nam đang làm? Biết rõ về truyền thông Mỹ, truyền thông Mỹ chỉ coi việc tuần tra bình thường của các tàu tuần duyên Trung Quốc là một vấn đề và lợi dụng các vấn đề trong quan hệ Việt Trung. Điều đáng chú ý là mặc dù Trung Quốc và Việt Nam chưa lên tiếng về vụ đối đầu trên biển nêu trên, nhưng các tàu cảnh sát biển Trung Quốc đã đến tuần tra gần các đảo đã ngầm mà Việt Nam chiếm đóng cũng như việc Việt Nam lén lút cải tạo, xây dựng vẫn có những ý nghĩa đặc biệt. Một mặt, Việt Nam không chỉ là nước láng giềng phía nam của Trung Quốc mà còn là một trong những nước lớn ở Biển Đông. 21 năm trước, sau khi Trung Quốc ký tuyên bố về quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông với các nước ASEAN trong đó có Việt Nam, chính phủ Việt Nam đã mất đi các điều kiện bên trong và bên ngoài để chiếm đóng các đảo và các dạng san hô mới. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, khi chính phủ Hoa Kỳ đã thúc đẩy chiến lược Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, thường xuyên lôi kéo các nước ở Biển Đông, bao gồm Philippines và Việt Nam, phát triển quan hệ song phương với các nước ở Biển Đông, mở rộng hợp tác ở Biển Đông, các lĩnh vực khác nhau, nhân cơ hội đó can thiệp vào các vấn đề ở Biển Đông để củng cố thế lực của Mỹ. Sự hiện diện của quân đội Mỹ ở Biển Đông đã tạo ra sự căng thẳng trong khu vực. Hai tháng trước, với tư cách là ngoại trưởng Hoa Kỳ, ông Blinken đã đến thăm Việt Nam và nhấn mạnh rằng Hoa Kỳ mong muốn cải thiện hơn nữa quan hệ Việt Nam Hoa Kỳ. Trước sự lôi kéo của Mỹ và sau khi tình hình Biển Đông thay đổi, chính phủ Việt Nam đã áp dụng hàng loạt biện pháp từ chính trị, quân sự và ngoại giao để củng cố mở rộng lợi ích của mình ở Biển Đông, như đẩy nhanh việc xây dựng các đảo đá ngầm và củng cố khả năng phòng thủ ở Biển Đông. Tàu kiểm ngư của Việt Nam cũng thường xuyên theo dõi hoạt động của Trung Quốc. Mặt khác, chính phủ Việt Nam đã tăng cường hợp tác an ninh với Hoa Kỳ. Tuy nhiên, chính phủ Việt Nam không nâng cấp quan hệ với Hoa Kỳ và Việt Nam luôn nhấn mạnh bác bỏ mọi liên minh quân sự chính thức, kiên quyết bác bỏ thiết lập các căn cứ quân sự ở nước ngoài hoặc dùng lãnh thổ Việt Nam để cho các nước khác lập căn cứ quân sự. Việt Nam kiên trì đường lối không dùng vũ lực trong quan hệ quốc tế. Điều này khiến Việt Nam không quá ngả về một nước nào để đánh mất sự ảnh hưởng của mình đối với các nước khác. Đồng thời, chính phủ Việt Nam củng cố quan hệ với Trung Quốc, không coi vấn đề Biển Đông là tổng thể trong quan hệ Việt Nam-Trung Quốc, nhấn mạnh lợi ích chung giữa Việt Nam và Trung Quốc, vượt xa sự khác biệt, giữ vững sự ổn định trong quan hệ Việt-Trung, kiên quyết chống mọi âm mưu phá hoại quan hệ Việt-Trung, thúc đẩy quan hệ hợp tác chiến lược giữa hai quốc gia lên một tầm cao mới. Có thể thấy, chính phủ Việt Nam kiên quyết áp dụng chính sách ngoại giao độc lập, không chọn cách để đất nước rơi vào tay chính quyền Biden không theo Mỹ để giúp hổ. Hành động đó cho thấy sự cẩn trọng trong suy nghĩ của lãnh đạo Việt Nam. Trung Quốc đã chọn con đường tương đối hòa bình để giữ vững tình hình trong phạm vi kiểm soát được. Sự xuất hiện của tàu cảnh sát biển Trung Quốc trên Biển Đông không chỉ nhằm hoàn thành nhiệm vụ tuần tra hàng ngày mà còn dùng hành động thiết thực để gửi một tín hiệu quan trọng đến Việt Nam. Khuyên phía Việt Nam không nên quá đà để đảm bảo tình hình ở Biển Đông tiếp tục hòa bình và ổn định. Thưa quý vị và các bạn, trên đây là bài viết được đăng tải trên trang mạng Sina dường như đang cố giải thích và biện hộ cho những hành động sai trái của Trung Quốc trên Biển Đông. Trong bài viết cũng không che giấu thông điệp ngầm trong đó ám chỉ việc đe dọa Việt Nam không nên đi theo Mỹ mà chống Trung Quốc. Thưa quý vị, với chính sách đối ngoại, độc lập và tự chủ lâu nay, chắc chắn Việt Nam sẽ không đi theo phe này để chống lại phe kia. Nhưng nhất định cũng không vì lời đe dọa nào mà đánh mất đi sự tự chủ và chủ quyền lãnh thổ nếu tàu Trung Quốc còn tiếp tục có những trò quy nhiễu thì Việt Nam cũng không bao giờ đợi nước nào tới cứu mà trước hết chúng ta phải biết cách tự mình bảo vệ lấy biển đảo của mình. Chương trình ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Xin hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình lần sau.